Trời sụp tối chắc mẹ bắt đầu gió lên bạn ơi. Gió này nghi quá này, mà mưa một cái là tới luôn á. Nãy giờ cơm nước cũng xong rồi. Đợi cho xuống cơm cái mình lên đường chiến đấu tiếp bạn ơi. Thấy bên đây chỉ mưa đang xì lì rồi nè. Gió đổ về hướng đó cũng đỡ. Chắc này chuẩn bị tiếp tục lên đường đi vớt cá thôi bạn ơi. Nước chắc này đầy sông luôn rồi, đầy nhóc luôn á. Ngập tới trên cầu luôn rồi nè. Hy vọng là tối nay trúng cá nha, chứ nước chiều làm hai dạo có ký mấy cá, ký cá hơi chết rồi. Hy vọng đêm nay gỡ lại. Rồi giờ mời tất cả các bạn cùng mình tiếp tục lên sông đi với cá mì dinh nha. Giấc này tiếp tục lên sông chiến mà ơi. Trời tối xuống hơi gió. Lạnh á. Giấc này cũng chắc 7 giờ hơn rồi. Hy vọng là trúng cá nha. Gỡ là buổi chiều. Nước chắc này nó cũng hơi đứng rồi. Vớt dạo xuống cái đậu dưới đợi nước rồng vớt ra luôn rồi. Có mất công chạy vòng vòng 2-3 quận. Rồi, chuyển thôi. Giật này rồi. Xuống rồi bạn ơi. Giật đầu tiên thì chết, giật xuống giật chạy dở lên cái con này à. 7-8 con vậy á. Nghe mua tre quyền thoại luôn. Quá đã rồi. Trời tối xuống lụm liền thấy không? Hy vọng là đây dưới mà làm gì không ha. Là có lý. Còn thân quá, dữ lắm rồi. Bè kế tiếp luôn á. Ôi bạn ơi, bự bự không nè. Bởi vì nước chiều tính chết nha. Tối xuống ăn như máy điện. Ba giật mà chừng 2 ký rồi nè. Còn nãy bự nè. Thôi kệ đi, hồi xuống dưới tính luôn bạn ơi. Tiếp tục. Thời tới rồi bạn ơi. Quá cá rồi. Phải ban ngày mà vớt kiểu này quay phim nhìn sướng lắm. Ban đêm này mình vớt xong mà có cá mình mới phát động tín hiệu vợ mình bấm máy được. Chứ không có bấm trước. Cái cá này nhát đèn lắm. Mình bấm trước cái cá nó chạy chừng. Cho bạn xem lúc thành quả thôi. Mấy cái nhỏ nó hơi dính kỳ. Nó hơi lâu. Rồi. Điểm. Ba chú nữa bạn ơi.
đó, nhưng cá chết cho nó không nhảy luôn. Nằm im ru luôn rồi. Nhóm mới giật lên em ru à. Tính không có. Ai giờ dở lên nữa giờ cái nhảy sôi sối luôn. Bốn con. Cá bự bự không à. Mấy chó sủ quá sủa à. Dạo này trúng rồi bạn ơi. Nãy giờ dớt mới có nửa đường mà đầy khoang cho là cá bự bự không à. Có điều giật xuống. Nhảy quá. Trời bắt đầu sập tối xuống cá nó ăn mạnh bạn ơi. Dạo này có lý. Có đầu trên ngon quá. Làm mấy vợt im im không à. Xuống khúc dưới đây vợt con hai con nhỏ nhỏ. Mình không có bấm máy quay luôn. Nhóm lên mà hiện tượng nhẹ quá. Con hai con nhỏ 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 không à. Không có kêu vợt bấm máy. Nhờ mấy bẹ trên đầu dôi cho anh. Cá bự bự không à. Ngon ghê luôn. Có mấy vợt quằn vợt sướng tay thiệt chứ. Nè. Cá cỡ này là có tiền rồi nè. 40-50 ngàn ký á. Hàng này nè. Cá thằng này mập ghê ha. Lưng về ù nè. Con này tròn quay luôn. Con này sảy lưới. Quá đã thiệt. Được chắc hơn 2 ký cá bự rồi. Lại hồ con này nè. Ngất ngư người ta. Thôi để tranh thủ rộng để nó chết. Con này sao ngất ngư rồi. Con hất con tạo của nó. Con này dính đầu tiên mà về tới đây nó yếu. Còn hơi rung rung. Con này cũng 300 g. Ê còn tỉnh tỉnh lên nè. Bỏ vô vật nha. Hồi sống rồi đó. Vô. Ví dụ phần cá này nè. Bụng này không phải bụng bầu đâu. Bụng nó năng lúa. Tại bỏ chiều giờ cũng lâu rồi. Hơn 2 tiếng vậy. Cá bự bự ngon ha. Bởi vì nó ăn cái bụng nó nóc chứ. Quá đã thiệt. Lấy lại cảm giác rồi. Gỡ lại hai dạo chiều chứ. Cái dạo này mà chết luôn hết xong luôn. Chắc này mình gọng cá xong bằng cái đậu trên đây luôn, đậu dưới đây luôn. Hồi đợi nước gồng ra mình cấy dạo ra nữa. Có công chạy ngược là chắc này nước đứng rồi. Khúc trong đây nước nó đổ ngược ra. Rồi, im. Chà, 4 ký á. Quá đã, có 4 ký á, 4 ký được. Cá bự nặng ký. Ê, nhảy ra hết con rồi. Ồ, không chịu rút con vợt lại. Không biết con bự bự à. Trong thời gian chờ đợi nước thì mình làm bẫy nó miếng trà đường cho bạn ơi. Quậy chiều giờ nên nó tan rồi nè. Mở bạn nha. Vô. Không biết đường gì uống nữa thì lọc cái nón xuống uống được. Để cái nón nó rướt cái đầu. À, ngon. Làm mệt mệt rồi có trà đường uống là sướng nhất. Rồi con mũi nó chích trà bá luôn. Nãy lúc chạy ghe lên lạnh mà vớt xuống tới đây cái đầu lá mà hôi hột rồi. Lâu ngày vớt lại vậy chứ phê lắm. Thức khuya nó phê thêm. Vớt nó phê cái lưng khum lên khum xuống. Vớt hai ba bữa nó quen rồi. Làm vậy nó che mặn cho bạn này. Che này chín quá. Vô lụm. Nứt luôn. Khui vô mấy. Khỏi đâu, cạp con trái nó xuống. Giò béo. Mặn cuối mùa, thọc xong rửa luôn. Vô. Còn ghim.
chín như đấm chín luôn. Mùa này nó không có đỏ như là tháng trước được, lúc nãy nghịch mùa nên là trái mùa. Mời bạn nha. Cũng nghe cũng hỏi luôn, có đã nó là tự nhiên trời gió lên rồi, phải trời mà đựng gió hồi nó gồng nó vớt chúng nữa, trời gió nó biết sao. Mà dạo nào cũng như dạo mới vừa rồi là ngon, cá bự bự mà cá đó là ngon, dạo kiếm trăm ngoài vậy là sống khỏe. Đường làm năm tháng gạo kiếm được món, kiếm ăn được quá rã, lúc cái mận nhiều nò nữa, mận chút sốt ruột. Mũi bá đạo chứ, nó chích nò đã nằm nhịp giò sướng rồi đó 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 đó, nhịp giò tới công chuyện mũi đi. Có cá bạn ơi, nãy giờ nạo mấy vợt mà có hai ba con, có vợt này được bốn con bự rồi. Đầu dưới dở quá, phía đầu đầu trên trúng như nãy nữa, chỗ có gách lỗ bự lắm sao cá này lọt được luôn rồi. Cá ú ú đã thì chứ. Rồi coi lỗ đi, được hai con luôn, coi cái lỗ bự như bánh rồi đó. Nguyên một vợt luôn bạn ơi. Dạo này cá nó cũng lưa thưa, xa xa mới có con bè có cá, nó không có điều, cá cũng bự. Cá gôi gôi thôi. Cá chim giòn, không có cá khoai lạc. Lọt đó anh coi rồi. Nhắc này tới giờ ăn cắt kẹ kêu luôn bạn ơi. Ắc e ắc e. Ắc e ắc e làm hứng mày. Thôi gì à. Ắc e ắc e hứng quá gì à bạn ơi. Hết rồi. Dạo này cũng có lý lắm á, nhưng mà nước con này nó cũng cạn rồi, mình chạy lên đợi vớt dạo là cạn khô rồi. Chạy về nhà dưỡng sức, sáng đợi nước lớn sáng chạy qua dứt. Với lại cá nó cũng thưa, phải dạo này trúng đậm thì đeo thêm dạo luôn. Xa xa mới có con bè có cắt cỡ phía ngoài à. Rồi để về nhà rồi tổng kết thành quả luôn bạn ơi. Tình hình là tới công chuyện luôn rồi bạn ơi. Công trình là chiều vớt hai dạo được mấy con cá rộng đây, về thấy cái vợt nó phiêu phiêu à. Đây nè. Trời ơi, nó tung sao mà tan nát hết trơn vậy, không hiểu nổi luôn á. Sao mà gách bự dữ ta, cá nó tung cũng gách nhỏ mà này gách tè bè sắc bét luôn, giống ai xé vậy ta.
Ui, cứng quá mà sao rách nổi được. Không hiểu nổi luôn á. Mà rách chà bá luôn á. Quá tay chấm cơm, không còn con cá buổi chiều luôn. Cũng ít nè, chừng ký ngoài phải nhiều tới luôn. Mà sao nó rách kiểu này ta? Rách mà tét bét luôn chứ không phải nó rách nhỏ nhỏ nữa. Không hiểu nổi luôn. Thường thường cá nó chui ra, nó chui cái lỗ nhỏ nhỏ thôi con này. Mình đi chạy tới đây luôn nè. Đụng độ quái thú à. Mua ta chấm cơm luôn. Thua. Này, tới công chuyện thì ơi, nay thất cá còn gặp cá nó chui mất nữa. Cái đó là cái nguyên nhân là phải điều tra rồi mới được. Cá nó chui cái lỗ con này nó tà lè. Dạo mới vừa rồi nè. Con này ngủm nữa gì vậy? Dạo mới vừa rồi cũng im lắm á. Tiếng mấy cá. Này là dạo nước tối lên. 3-4 kg gì nữa. Cũng kiếm ăn được lắm. Cá nó cũng thừa bớt rồi nên mình về luôn. Nhiều đây cũng im lắm, hay được 3 con cá bự gì. 2-3 bè gì có. Còn như chất lớt. Con này ăn ú quá rồi lên đây nó bị tức ngực cũng chết. Mập. Cái này không im. Cái này không đã. Này có chịu không, có mấy con chết nè. Thôi lựa lên bỏ tủ lạnh mời cạo chả. Giấc này cũng khuya nên cá nó ngủ cung mớ mà. 3 con bự lại mấy con nhỏ cũng cá ký á. Tại nãy lúc mình vớt cái dạo xuống á, cái mình gọng ở dưới á. Cái lúc mình vớt cái dạo nước gọng ra mình bỏ trong cái khoang nè. Cá nó yếu không đủ oxy nên nó chết. Chứ phải mình gọng dưới sông nó không có chết. 3 con bự, kệ. 3 con này sáng mình lên mình chiên. Giấc này lên rảnh cái anh mần. Mần xong bỏ muối đá nữa. Sáng mình chiên giòn, chiên mắm gừng cũng ngon. Nhiều đây kilo. 3 con bự này có 700-800 gram. Cái gọng cá này mình nghĩ nó dướng cái gì hoặc là có người nào xé. Nhưng không có đường nào cá mà tung cá này. Xé tuốt chỉ xuống đây luôn. Mình nghĩ chắc xé hay sao. Hay là nó cây nó trôi nó quẹt á. Bó tay thiệt chứ. Bỏ cá đã xách lên luôn. Nó cũng ít cá cũng đỡ, phải nhiều tức nữa, nhờ chiều thất cũng đỡ. Phải chiều mà trúng cái là rồi luôn, xong xà bông luôn. Lúc đó tức dữ nữa. Giờ mình lấy là có 9 con nè, thả mấy con nè, chắc chừng ký cá nè. Ít thật này nữa. Rồi, im. Đây, bữa này gọng đây đi. Rồi giấc này lên nhà bạn ơi, rồi cái ngủ giấc. Cột cái ghe lên cái nó khoảng 2 giờ, bữa nay sáng chắc 2 giờ nước lớn quá. Cả 2 giờ mình lên mình dứt 1 giờ nước lớn sáng này. Nước sáng mình lên không trúng nữa, bó tay luôn. Rồi, tạm thời kết thúc đây bạn ơi. Vậy hẹn gặp lại bạn vào sáng mai nha. Sáng mai tiếp tục chương trình.